Kê đệm này, với lại là có chiếu thì các bạn để ngủ đây, thỉnh thoảng mang ra ngoài này. Chiếu này chắc là muốn ban ngày mở ra để ngủ cho nó rộng rãi hơn này. Bóng đèn thì buổi tối vẫn thắp vẫn sáng nhé cả nhà nhé. Ok, đi nào Quỳnh, cứ đi theo làm gì nào, đi, ok, đi. Trong nhà là thứ này, nói chung thì đợt này thấy các bạn ấy ăn ở gọn gàng hơn ngày xưa rất là nhiều. Bốn con dê con, đây mọi người nhìn mấy con dê con trông mới xinh này, xinh không? Con kia khoang khoang ấy, đẹp nhỉ? Đấy đấy, ổn ổn đấy. Đi vào đây giới thiệu cho các bạn một con lợn nhà bạn ấy. Con lợn ở đâu nhỉ? Thấy quanh quanh đây. Con lợn đi ăn ở ngoài. Bữa nay chăn nuôi ghê gớm nhưng đừng có đùa. Rất là nhiều thể loại nhá. Bất ngờ mọi người, bất ngờ. Bây giờ cô đã bơm. Tình hình là đi vào trong chỗ Maria với Antonio thì các bà trong xóm cũng hỏng hết rồi. Như là mama Essa pica. Essa pica. Essa mi lugar no vida vào đầu trời. Sim. Não dá com meu uma pica. Sim. Sozinha. Tem que partir, come, guarda lá mais. Picas grossa. Boa semente. Boa semente, né? Boa. Aquele semente eu dou também vai também essa tipo. Xin. Xin chào mọi người nha, mình là Quyết Bonito và Quỳnh Châu Phi đây. Xin chào mọi người. Hiện tại thì Quyết với Quỳnh đang ở trong xóm rừng rồi mọi người. Công chúa Quỳnh con này đi theo này. Đấy. Đấy. Làm sao lại tung vãi em gì? Hả? À? Làm sao bảo, tung vãi? Quỳnh xoay một vòng cho khán giả ngắm cái nào. đi vào trong này thì vào nhà bà Pansa với bà Gida đang bóc ngô mọi người. Thì những cái ngô này các bạn đi trồng, các bà đã trồng từ năm ngoái ấy, thì bây giờ là mọt nó cũng khá là nhiều, ăn coi như gần rỗng hết ở trong này. Các bạn ấy đang bóc ra để tiếp tục để làm bột ngô để ăn đấy mọi người nhé. Đây là cái giống ngô mà năm ngoái mà mình cho, thế là bà bảo cái giống ngô mà năm ngoái mình cho thì bắp nó rất là to và rất là tốt đấy. Thì mình bảo là cái giống năm nay cũng thế, giống như này này, bà rất là thích. Tất cả bây giờ là các bạn ấy đang trồng tiếp và bây giờ là đang bóc ra cái ngô cũ để làm bột. Nhà Quỳnh nhà. Quỳnh di ra nào, di ra nào, di ra đi. Di ra đi. Đan xa. Quỳnh đan xa nào. Đan xa đi. Quỳnh. Đan xa đi. Đan xa đi. Mặc bộ quần áo như công chúa ấy. Đan xa đi. Quỳnh. Thấy mọi người thấy là Maria nào, đi nào. Có mũ kìa kìa. À vâng muốn à. Đi đi thăm nhà trong này Putu với Đa Cù nha mọi người nha, đi vào để cho mọi người xem thăm các bạn đi nhà trong này được mãi chưa. Ate the boy. Yeah. Da licença. Yeah. Đấy, đi vào trong này thì nhà Đa Cù thì đang xây dở mọi người, nhà Đa Cù thì tạm dừng chưa xây đến này, hôm trước mượn bạt nhà Antonio sang để che. Thế là bây giờ mới đang che tạm thời và dừng ở đây không ấy nữa. Trong này thì nhà Chi Cù với lại nhà Đa Cù thì đã lợp mái rồi đấy mọi người này. Tôn hôm trước chúng ta mua cho các bạn thì nó có dư tôn ra đấy, thừa ra đấy. Như nhà Putu, nhà Chi Cù. Đây là nhà Putu này. Đấy, nhà Putu lợp này các bạn ấy thừa tôn ra trong này đây nhưng mà các bạn không lợp dư ra đâu đây này. Đấy. Đấy mọi người trông thấy nhá. Tôn là mình đưa cho các bạn ấy là dư ra đấy, thừa ra đấy. Để các bạn lợp chờm ra nhưng mà các bạn lợp này hơi bị thiếu một tí này. Nhà bên này cũng thế này, bên này thì các bạn ấy lợp gối này. Thế nhưng mà các bạn ấy lợp xong thì các bạn ấy chưa ở đâu mọi người. Ôi trời. À đưa mũ cho bác sĩ. Đừng có đưa đây. Đưa. Sunny. Ui giời. Rồi, đưa đây. Quỳnh cao mà. Quỳnh ơi. Nóng tính phết. Quỳnh ơi. Đi đi, chạy bên này, chạy bên này. Gám động một mũ của bác sĩ. Nào, Daki. Đưa đây. Rồi, đây. Này, Quỳnh đi đưa cho bác sĩ đi. Da doctora đi. Da doctora đi. Da doctora đi. Dám lấy mũ của bác sĩ à? Người ta đuổi cho. Da doctora đi. Quỳnh da doctora. Da doctora. Quỳnh ra policia đấy. Cái Fati bảo Quỳnh là bây giờ là công an rồi đấy. Nào, 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 Tokaki ra. Nào, đi sang bên này nào. Vamuaki, Vamuaki. Nào, Vamuaki. Đi vào trong này xem nhá. Xem Olga đang bóc sắn đây này. Olga và Maria nhá. Quỳnh policia đấy nhà. Quỳnh pergunta Olga đi. Olga taboa. Pergunta. Olga taboa. Pergunta Olga đi. Nene taboa. Sí, nene taboa. Pregunta nene đi. Quỳnh. Quỳnh. Đây là các bạn ấy đang bóc sắn nha mọi người nha. Sắn bên này thì các bạn cứ lấy về các bạn ấy bóc xong các bạn ấy ngâm ấy. Đâu đâu cũng ngâm sắn, cũng ăn sắn mà.
Nào, gà, xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người đi. Nào, đi nào, Vamun nào. Vamun bây giờ đi ra ngoài nào. Đi nào, đi Vamun ra. Đây là bạn Maria ở xóm suối. Đi thôi, đi thôi. Đi ra ngoài kia đi ra cho mọi người xem là quang cảnh nhà Antonio bây giờ như thế nào nha mọi người nhé. Tình 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 tình. Mà mỗi lần tội Quỳnh mặc đẹp mà không đi dép nhỉ? Ừ. Dép của Quỳnh đâu nhỉ? Tao không đi Sinena à Quỳnh? Tao không đi Sinena. Mama chào chào nhá. Dạ, chào nhá. Dạ. Chào chào nhá. Chào chào nhá. Úi giời. Đây khu vực sân sướng nhà Tông với nhà Tám đây. Các bạn đi sân sướng tạm thời là sạch sẽ. Cái ghế này thì trước các bạn cắt ra bảo lắp vào để ngồi, nhưng cuối cùng là các bạn mới cắt ra nhưng không lắp, để nguyên vậy. Đây còn đội quân của chúng ta hôm nay là chuyển sang đất này làm. Thế là các bạn mới ăn cơm trưa xong, bây giờ đang nghỉ ngơi. Úi giời. Tí tin nù. Phải chào mọi người này. Ok, xin chào tất cả các bạn. Năm ở đây. Ở đây à? Nhà của tôi. Rồi, ok. Đấy, các bạn ấy vừa ăn cơm trưa xong đấy mọi người trông ở đây là sân sướng, các thứ rất là sạch sẽ này. Sân sướng sạch sẽ lắm. Các bạn vừa ăn xong các bạn nghỉ ngơi đấy. Đây mọi người nhìn quang cảnh ở đây. Các bạn ấy không ở nhà mấy, thế nhưng mà sân sướng rất là sạch sẽ nhé. Mấy đứa trẻ con ở nhà dọn các thứ rất là sạch sẽ. Ở bên phía bên này cây su su như chết mất rồi, đang còn gốc ấy. Su su ra nó tanh na đàn ấy. Nail mà. Su su chết hết mọi người, khô hết Akita này. Hả? Su su chết hết rồi mọi người, su su chết hết bởi vì là nó khô quá ấy. Hỏng rồi, không còn một gốc su su nào luôn á. On đi. Aki. À đây còn một gốc thôi. À tam de Sinena của Quỳnh nào. Quỳnh vai mete Sinena đi. Vai mete Sinena. À đây đây, su su đây đang còn gốc này, chuẩn bị nó sẽ lên tiếp rồi mọi người. Nói chung là còn sót gốc thì nó sẽ lên. Đây chắc là còn ớ chết tòi à. Cái này bị gãy rồi đâu. Đấy nói chung là su su mà còn một gốc thì năm nay nó vẫn lên thôi mọi người. Ừ. Ở nhà mình vậy, su su cái loại su su xanh ấy nó cũng chết mọi người, nó phải là su su trắng nó chết, phải có loại su su xanh cơ. À đây này còn một gốc nữa đây này. Nếu như các bạn mà để ý cẩn thận là cái su su này nó lại lên này. Bây giờ mùa mưa là vào nó lại bắt đầu nó lên đấy. Ở bên xóm suối vẫn còn giống đấy anh ạ. Ở bên đấy xóm suối là su su xanh thì nó vẫn lên được, với lại bên đấy nó có nước thì nó vẫn cứ lên đều sống được. Đấy, tất cả ở phía trên này thì chết vẫn sao nhỉ? Thổi hết gốc rồi. Chết hết rồi. Chết rồi mọi người, chết rồi. Nói chung thì su su đây chết là điều hiển nhiên thôi, không có vấn đề gì cả, nó chết là đúng rồi. Mấy cây ăn quả này, cây nhãn này. Cây nhãn nha mọi người. Nhãn thì vẫn ok này. Nhưng mà có vẻ là bị dê nó ăn nữa, dê nó ăn lá nữa. Cây nhãn ở nhà các bạn ấy phát triển chậm hơn cây nhãn nhà mình. Phía bên trên này cây nhãn thế này. Đấy, phía trên này cũng một cây nhãn nữa nhé. Nhưng mà khả năng những cây này là chúng ta sẽ chuyển đi sang bên đất bên kia thôi mọi người ạ. Vì đất bên này để nó cũng không phát triển, sau này cũng là đất của nhà bà ấy. Không biết là tính sẽ như thế nào thôi. Ở trên kia còn một cây hồng xiêm, nhưng mà cây hồng xiêm nó đang rụi lá rồi. Ngoan thua lắm. Còn cây mít trước trồng thì chết rồi. Ở đây bạn đang để một ít giả giống mít này mọi người này. Antonio đang ươm giống mít ra đây để sau này ghép nha mọi người nhé. 5 cây mít mọi người nhé. 5 cây mít ở đây này. Chỗ này thì cái bạt các bạn ấy quay nhà tắm. Tổ ong thì bây giờ không còn mọi người. Tổ ong thì chắc trước là không có chúa, thế là nó bỏ dần thì cái tổ ong bay mất rồi. Nói chung thì tổ ong đợt vừa rồi chúng ta bắt là nó không có thành công đâu. Nhà trong này thì các bạn ấy trưng dụng thành nhà bếp rồi. Thì mọi người có xem bên kênh Anh Chàng Châu Phi, Gia Đình Châu Phi, kênh Gia Đình Châu Phi thì mọi người sẽ thấy các bạn ấy nấu trong ngày thường xuyên, các bạn ấy sử dụng làm bếp rồi nhé. Tại vì bây giờ là không có thanh niên, mấy thanh niên thì ở bên đất bên kia rồi, các bạn ấy thì ở bên trên nhà trên rồi.
Nhà cửa trên này thì cũng rất là sạch sẽ đây này mọi người này, sạch sẽ nhé. Nói chung thì đợt này các bạn ở khá là sạch sẽ. Đi vào trong nhà bếp đây. Nhà bếp cũng khá là gọn gàng đấy mọi người ạ. Đấy. Mình thấy mấy video Antonio quay thì toàn quay buổi tối. Các bạn nấu ăn trong này cho nên mọi người nhìn không rõ. Nhưng mà đi vào trong này thì mọi người thấy là các bạn ấy bếp các thứ để rất là gọn gàng, sạch sẽ, dưới nền sạch sẽ nhé. Nói chung thì sắp xếp như thế này gọi là tương đối đẹp rồi. Quỳnh Quỳnh. Đây ở trên này thì mấy đứa trẻ con đây mọi người này. Ở trong này thì mấy đứa trẻ con nhà thì ngủ thì vẫn có màn nhé. Ở dưới này thì các bạn ấy vẫn kê đệm này. Với lại là có chiếu thì các bạn để ngủ đây, thỉnh thoảng mang ra ngoài này. Chiếu này chắc là muốn ban ngày mở ra để ngủ cho nó rộng rãi hơn ấy. Bóng đèn thì buổi tối vẫn thắp vẫn sáng nhé cả nhà nhé. Ok. Đi nào Quỳnh, cứ đi theo làm gì nào, đi, ok, đi. Trong nhà thứ này. Nói chung thì đợt này thấy các bạn ấy ăn ở gọn gàng hơn ngày xưa rất là nhiều. Quan trọng là mình cũng quên đi nhiều việc, mình cũng không phải nhắc các bạn ấy đấy. Các bạn ấy làm dọn dẹp này. Và trong nhà các bạn ấy cũng rất là gọn gàng ấy. Nói chung là sạch sẽ, gọn gàng rất là nhiều nhé. Như ngày trước ấy, ngày trước thì chắc là bộn bề công việc nhiều hơn. Thì bây giờ các bạn đi làm việc với mình xong là mỗi ngày áp lực nhiều hơn ấy. Thế xong là cũng thành thói quen đấy, các bạn trở thành gọn gàng bao giờ cũng không biết luôn ấy. Mình từ khi mà cái đất mới mà các bạn đi sang bên kia làm thì mình cũng ít sang bên này hơn. Tại vì là vừa các bạn bận bên đấy mình đi sang, thế xong rồi là ở bên này thì từ lúc mà có ô tô là dốc, cái đoạn dốc kia mình cũng hại vào, mình không vào được ấy. Bên này mấy đứa trẻ con nó cũng không thường xuyên ở đây nên là mình cũng ít vào hơn. Đợt này vào thì trong nhà cửa các thứ sạch sẽ. Mỗi tội thì bây giờ là cây trồng ở đây là các bạn ấy đất rộng rãi thì các bạn phải tích cực các bạn ấy trồng ở đây thôi. Titino. Titino. À đi, đi review cho mọi người xem mấy con dê nào. Đi, ba mua về xem nào, đi xem mấy con dê trước nhá. À. Đi nào. Nào đi ra ngoài này xem mấy con dê của nhà các bạn ấy nhé mọi người. Thì đàn dê nhà các bạn ấy bây giờ đẻ thêm được 4 con rồi, 4 con dê nhé mọi người nhé. Thì bây giờ các bạn ấy đang để dê ở ngoài này này. Ở đây một con này. Một con này thì không biết là đang làm gì đây, hình như là các bạn cũng có cột vào ấy để cho nó tránh phá cây của nhà người ta sao không biết. À đúng này, các bạn ấy cột dê to, dê bố, dê mẹ vào nhé mọi người nhé. Còn ở đây có 4 con dê con này. Nói chung là dê mẹ nó ở đâu thì dê con nó sẽ quanh quẩn ở đấy. 4 con dê mẹ. 4 con dê con. Đây mọi người nhìn mấy con dê con trông xinh này. Xinh không? Con kia khoang khoang ấy, đẹp nhỉ? Vâng. Đấy. Nhanh nhỉ, to phết nhỉ? Mọi người nhá, mấy con dê này ngủ nghĩnh lắm. Các bạn đi chủ động các bạn buộc lại đấy mọi người. Buộc lại xong là chuyển chỗ cho chúng nó ăn đấy. Nói chung thì đợt này tích cực hơn rất là nhiều. Cái việc chăm dê nó khá khẩm rất là nhiều đấy nhỉ. Nói chung là chấm điểm cao đấy. Lâu lắm rồi mình cũng không nhắc các bạn ấy là phải chăm dê cái thứ như thế nào. Nhưng mà sau mà cái đợt mà Antonio rất là căng thẳng vì là dân làng nói nhiều, bạn ấy áp lực quá. Đến nỗi mà bạn điện lên bạn bảo mình bác sĩ thì hết, chặt hết, ném hết ra đường. Ông điện là ông nói nhiều lắm, bảo cứ từ bình tĩnh. Thế xong rồi bình tĩnh dần dần thì bạn ấy xử lý lại đấy, ổn đấy. Đi vào đây giới thiệu cho các bạn một con lợn nhà bạn ấy. Con lợn ở đâu nhỉ? Thấy con quanh lợn đây. Đi ăn ở ngoài hết anh ạ. Nói chung vừa thì em vừa đấy kia. Ở đây à, con lợn này à, thì đi xem con lợn nào. Xem con lợn nào. À đây này, con lợn kìa. Đứng từ xa zoom đi, không nó sợ nó chạy đây này. Vâng. Con lợn nhà bạn ấy khá là to, nhưng mà đây không phải là lợn của nhà bạn ấy mà là lợn của em trai bạn ấy. Thế này em trai bạn ấy mua con lợn này về để thịt. Thế nhưng mà khi mua về thì con này nó có bầu. Thế cho các bạn không thịt nữa, mang xuống đây gửi. Mang xuống đây này gửi xong thì nghĩ đâu nó sẽ đẻ ra mấy con đấy. Thế nhưng mà đến lúc nó đẻ thì mấy con nó chết. Bởi vì chắc là cái lúc mà các bạn đi mua, các bạn đi vận chuyển ấy, thì nó bị sảy thai. Thì nó lợn con nó chết. Bây giờ là còn mỗi con này thì các bạn bây giờ đang vẫn theo cái quán tính của các bạn ấy, thả rông. Nhưng mà sau này đất bên kia mà ổn thì sẽ hướng dẫn cho các bạn đi nuôi như thế nào, phải nhốt như thế nào nha mọi người nhé. Này, con dê đẹp nhỉ. Bonito ấy. Lim phủ bonito, dê béo không mọi người? Béo mà lông rất là mượt nha. Nói chung là có một con thì bệnh thì trước giờ da nó vẫn thế, nhưng mà nó trộm vía nó không lây sang cho mấy con này. À cái con bệnh là con ở đằng kia kìa. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Dàn đu đủ này chắc là các bạn sẽ phải bỏ đi chặt đi để trồng cái đu đủ khác vào này. Quỳnh chán chưa? Quỳnh đi với bác sĩ không? Titino. 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 Chapeo nè. Dạ, thank you mẹ tên Chapeo xin nhá. Dạ, vâng. Dạ, ok.
đi lên trên này để cho mọi người thăm chuồng dê của các bạn đi mọi người này. Chuồng dê thì bữa trước thì các bạn ấy để cho nó hở nhiều quá, nên là dê không nhốt được, không quản được, nó ra nhiều. Dân mọi người cũng bảo, nói nhiều. Thế xong rồi các bạn ấy phải che bằng cái miếng tôn này lại, để cho dê nó ở trong này nó không sổng ra. Nói chung thì dê đợt này chắc các bạn ấy quản lý cũng khá là ok, không thấy ai nói gì nữa. Chúng ta cũng hy vọng là các bạn ấy làm nhanh ở bên kia để chuyển sang bên này thôi. Đất ở bên này thì các bạn ấy ngày hôm nay với lại ngày mai, có thể là 1-2 hôm nữa, các bạn ấy sẽ ấy mọi người, các bạn ấy sẽ tập trung làm ở bên này thôi, để cho nó gọn hết bên này, trồng cấy ở bên này nhé. Tại vì đất ở bên này nó dễ làm rồi, nó không phức tạp như ngày xưa nắm cây cỏ các thứ, nắm cây cối, nắm cây to. Bây giờ này những cây nhỏ này các bạn chỉ có cào qua cuốc qua thôi, các bạn ấy bắt đầu trồng ngô vào được. Cái đất này năm nay chúng ta chỉ trồng những cái cây của Angola thôi. Ôi mệt quá, vừa đi vừa nói mệt. Tổ ong ở trên này thì nó bỏ rồi mọi người nhé. Tại vì là như mình bảo lúc nãy, nó không có chúa, cho nên là cũng bỏ rồi. Chuồng gà của các bạn thì tối gà nó vẫn vào trong ấy, nó vào và nó ra. Cây thanh long thì nó cũng đang phát triển, nhưng mà nó phát triển không được khỏe lắm mọi người. Nói chung là không được theo ý muốn của mình, tại vì là cũng ít để ý đây mà. Ổi của các bạn ấy, những cái cây ổi của các bạn ấy đa phần là nếu như mà trồng tự nhiên mùa này nó hay bị con rệp sáp này, vì rất là nhiều nên là ổi nó chậm phát triển. Nếu như mà để ý hơn mà trồng số lượng nhiều, phun thuốc thì ổi nó sẽ phát triển khỏe hơn. Còn đây là do nó rệp sáp, cái thứ nào nó không phát triển được khỏe đấy. Quỳnh tít tít nù, tít tít nù. Rồi Quỳnh đứng đây nhá. Đấy, thì ở trên này hàng dứa trước mà chúng ta trồng ranh giới giữa đất nhà bạn và đất nhà số 3 đấy, thì bây giờ dứa nó cũng đang ra quả nha mọi người nhé. Nó cũng đang phát triển, nhưng nó phát triển cũng không được nhanh lắm. Nên mà nó phát triển như thế này là cũng ok rồi. 1-2 năm thì nó phát triển đấy, tùm lum kín mít ở đây ấy, đang ra quả hết rồi. Khu vực ở trên này là trước mà chúng ta trồng củ đậu, năm nay sẽ không trồng củ đậu nữa, mà năm nay thì ở trên này sẽ trồng ngô hết, trồng tất cả ngô với sắn của Angola. Bởi vì khi mà các bạn đi chuyển sang bên kia canh tác đất chính của các bạn ấy, thì các bạn sẽ trông dần và làm dần bên kia cho nó đẹp thôi. Tại vì sau này ở bên đấy chứ không phải ở bên này. Bên này đất nhà bà bạn ấy, thì sau này phải trả cái đất này. Thì tất cả những cây trồng mà tính lâu dài, lâu năm cái thứ này phải chuyển sang bên đấy. Về tính về lâu dài là chuyển hết sang bên đấy rồi. Nên đây là tạm thời sẽ trồng cây ngắn ngày và cây ít giá trị. Cây giá trị trồng hết sang bên kia. Đây nó ra đầy củ đậu nữa này. Aquí arroz no crece nada. Nếu mà arroz. Gà nó sẽ ăn hết hạt thóc rồi anh ạ. Cái thóc mà còn rơi ra gà nó sẽ ăn đấy. À nó đang lên này em này. Có không? Đây này. Lên rất đều ấy. Lên rất đều ấy. Lên đều. Lúa ở đây này mọi người. Lúa ở đây. Trước trồng ở đây thì nó có hạt rơi rụng xuống dưới này, thì bây giờ nó cũng đang lên rải rác đây này. Nếu như mà làm cỏ sớm thì ở đây là lúa nương, chúng ta có khi lại cũng thu hoạch được lúa nương ở đây đấy nhỉ. Nó đang rơi rải rác lên lên. Nói chung thì cũng không được nhiều. Các 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 các. Mọi người ở đây nha, đi vào đây mọi người trông ở trong chuồng gà các bạn. Đấy mình đi qua mình thấy khóa cửa. Bảo sao lại gà cứ ở ngoài rồi mà lại còn khóa cửa. Hóa ra là trong này có mấy con ngan luôn mọi người. Hai con ngan nhá mọi người nhá. Các bạn nhà bạn này có thêm hai con ngan trống nữa đây này. Đấy. Bữa nay chăn nuôi ghê gớm nhưng đừng có đùa, rất là nhiều thể loại nhé. Bất ngờ không mọi người, bất ngờ không? Quá bất ngờ luôn nhé. Chắc là mấy bữa nữa là các bạn sẽ kiếm thêm ngan mái nhé mọi người nhé. Khi mà mình không qua đây thì các bạn ấy cũng không bảo với mình là có ngan đâu. Nói chung là các bạn ấy cứ làm thôi, mình cũng không có để ý nhiều. Và tổ ong ở đây mọi người, tổ ong này thì bỏ rồi, bỏ đâu đấy nhé. Tại vì không có ong chúa mà. Ở trong kia thì vẫn còn cái sáp thôi. Nói chung là không ăn thua. Để lần sau chúng ta sẽ làm lại. Quỳnh ơi, chào chào. Chào chào. Quỳnh tít tít nù. Cười nhưng mà còn xấu hổ mình ạ. Cười. Quỳnh chào chào. Chào chào. Chào chào. Chào là Quỳnh. Bye.
Anh tao củ đậu anh ba xù tam bay ra đâu đà đấy. Ok nha mọi người, Antonio với Maria đi lên trên này. Thì chúng ta sẽ hỏi xem là Antonio Maria là chuồng gà nhà bạn được bao nhiêu con rồi nha. Antonio u aki gali nhà. Sau quan tu gali nhà agora. Essa tempo. Perdemos a contagem, mas onde estávamos a parar tipo 38, né? 38. Sim. Também já comé alguma? Já comemos 5 ou 6. Já comé 5 ou 6 galinhas? Quase 10. Quase 10. Também já tem ovo comé? Ovo comé, já comemos muito. Já comemos muito ovo? Ainda não tem, mas já comemos muito. Ah, ok. Muito. Tá bom, tá bom. Então assim já muito galinha. Sim, galinha tá da bom resultado. Tá bom. Tentar, vamos que aquele terreno, vamos que meter lá tudo, galinha mais muito. Ok. Rồi, video này sẽ kết thúc ở đây nha mọi người nhé. Parabéns nhé. Ok, obrigado. Ok, tá bom, já. Ok, hôm nay là... A técnica que tem sempre nos dado coragem e a força. Estamos com essa vontade toda, então muito obrigado. Ok, já. Đấy, hôm nay là đi qua để cho mọi người xem lại quang cảnh với review mọi người xem là ở đây thành quả của các bạn ở trên cái đất cũ này như thế nào. Gà thì được khá khá đấy, 35 đến 38 con, trong khi đấy các bạn ấy cũng đã ăn rồi, ăn khối khối rồi. Rồi, video kết thúc nha.